Hi, xin chào tất cả mọi người, lại là mình đây. Hôm nay có một chuyện rất là thú vị. Hôm nay mình dẫn Kim đi uống tóc kiểu châu Phi á. Thật ra là bây giờ là anh đã uống xong rồi, cho hai mẹ con đi uống tóc á, xong mà dụ là tí nữa uống xong thì cho anh đi mua xe. Đó là hai mẹ con đi mua xe rồi. Bây giờ mình sẽ quay lại cái quá trình uống cho mọi người xem nha. Dạ, có xe. Đây, anh vô ra đây. À, thôi bây giờ mình sẽ coi cái quá trình Kim đi uống tóc nha, rồi tí. Đây, đồ thông tiếp. Anh Anh đi. Con đi uống tóc hả? À, nãy giờ vô thuốc cho Kim rồi. Bây giờ phải chờ khoảng 1 tiếng cho đến tiếng rưỡi á, để cho tóc nó săn á, thì mới ra cho người ta xả nó lại. Thì cả nhà mới quyết định ra đây cho nó mát, ngồi chơi một tí. Đó, nhõng nhẽo đó. Sao nhõng nhẽo hả? Mua đồ ăn nè, trưa này ở đây luôn. Nghỉ trưa ăn trưa xong rồi tỉ ra xả luôn. Tính ra có xe thoải mái chứ ha. Trong khi mà chờ đợi tóc thì mình ra đây mình chơi, đúng không? Uống cho ba miếng nước, khát nước quá. Kim đúng không con? Dạ miếng nha. Ít thôi nha con. Nhấp môi. Mà đi bỏ rồi á, mà đi bỏ nước ngọt. Bỏ nước ngọt rồi cả. Đi chơi đi, con đi chơi đi. Con chạy đi chơi đi. Ba lấy ghế ra cho ngồi, nha. Mình đi, bà nội mua cho bộ đồ mà bị rộng. Đây con lấy ghế đi, con lấy ghế cho ba nè. Con lấy ghế, đó con sắp ra ngoài cho ba. Nè con sắp. No. Cái thằng này bên đây lười rồi nha. Nãy giờ chờ cũng được tiếng rưỡi rồi, bây giờ đi ra cho người ta bôi thuốc rồi xả. Ra mua một chiếc mà ra mua lóc luôn vậy Kim. Ông có định ba? Không quá chịu nổi.
Rồi bây giờ thì Kim sẽ đi về để mà xem phản ứng của mọi người ở nhà thì như thế nào. À quên nữa, thì chắc nhiều người cũng có ý kiến trái chiều đó là còn để con nít mà đi uống tóc như vậy thì nó cũng hại cho bé. Nhưng mà đây là cái loại thuốc mà dành cho con nít, nghĩa là có loại thuốc uống tóc riêng dành cho con nít, nó sẽ ít hại hơn. Thuốc thì chắc chắn nó sẽ hại rồi, nhưng mà đây là cũng là người ta cũng tính toán rồi, nghĩa là cái mức độ hại nó ở mức cho phép nên là cũng có thể uống được. Bây giờ thì cả nhà sẽ đi về và xem phản ứng của mọi người như thế nào nha. Kim, xin lại con. Còn phản ứng của mọi người như thế này. Anh đâu rồi? Đeo không nè? Trời thiệt luôn phải không ơi? Trời thiệt luôn đó. Bấm lỗ tai đồ giống nhạc rock quá. Giống ca sĩ nhạc rock quá. Bấm lỗ tai đồ. Cái the nữa. Và sẽ cho ông coi cái phản ứng của anh như thế nào nè. À, nè con soi gương nè. Con soi gương này nha. Trời trời. Anh lên lên. Lên leo à, thằng nào hả? Thầy con, ai em mua vậy? Ai hả? Ai em mua con lên. Nè coi, ít đẹp trai như thế. Lên leo nè. Bây giờ Kim đang về nội để khoe với bà ông bà nội là đầu tóc mới. Đây, đẹp trai quá he, mua đồ mới luôn nè, mua đồ mới mặc cho đẹp trai luôn nè. Gần tới nhà nội rồi. Yeah.
lại nhìn ra quá. Còn ai vậy? Mẹ em đến mập đúng không mẹ? Đúng rồi, đúng mập rồi. Ôm nhau, làm cái đầu này ôm nhau nhau cho nó mập. Sao mày ra mày tắm cho? Chứ sao vậy? Châu Phi rồi. Giống Châu Phi. Châu Phi đâu đến đây? Giống Châu Phi quá. Giống Châu Phi đến đây à, mặc đám đầu mà ốm nhom mặc. Mập chứ? Mập á, mập mà đến mập mà. Anh ở Châu Phi về hả? Angola về hả? À, đi Angola về hả? Kinh, bác hai này kinh. Bác hai kìa. Ủa? Ai vậy? Ai vậy? Ai vậy ta? Ai? Đẹp không bác hai? Ủa đèn bè. Trai không bác hai? Đây với Châu Phi bè. Con đi đâu con kẻ hả? Con kẻ hả? Con kia bác hết kẻ về là hả? Tại không có giỏi vậy? Châu Phi. Rồi đó. Con kẻ hả? Gì anh kèn. Thôi mình xin kết thúc video tại đây nha. Nếu mà thấy hay và thú vị thì đừng quên bấm đăng ký, like và chia sẻ video này. Thôi xin chào tạm biệt mọi người.